300. Còn mấy tờ thì sao? 30 tờ rồi. Quá nhỏ quá trời nhỏ luôn, không thấy không? Thấy không? Nắm nhỏ đâu. Thấy không? Mất 3 triệu cái mày xìu luôn. Sáng mày làm hùng làm hổ như quỷ à. Nó quậy vậy trời, tôi đậu quần ở bà anh luôn á. Mày cứ lộn vô quỷ luôn. Thôi bây giờ mình đâu có biết đâu gì. Đâu có biết ai lấy. Không biết ai lấy đâu. Đâu có bằng chứng đâu. Nói chuyện sao lâu lắm, nói cái đầu có bị ổ dơm. Ba mới tưởng là ta chui ủa em đâu có chui gì đâu ổ gom. Cái đầu tóc mà ổ gom kìa mẹ. Ê bà đánh canh nổi à, không phải chị. 3 triệu là bây giờ anh để tính sao cho mọi người hiểu đi. Giờ bà nói bà không có rồi thôi, chứ giờ nói làm gì nữa, nó tới nó nuôi làm gì. Bức lông ra đưa mày dạ. Còn hai mày cũng bức nữa. Mày đâu có ha. Bây giờ nó nói chuyện là ta không à. Không, giờ nó chỉ là 3 triệu đó là sao, anh Tứ Nguyễn nói chứng gì là cho mắt tả. Cho mắt tả. Thì ta cũng đâu có nói bà lấy hay là ta không nói gì đâu, ta tối từ từ ta nói là chịu, không phải nghi ngờ nữa, không có nghi ngờ gì hết trơn á, có nói thôi không thôi, không có nói gì mà nghi ngờ hết trơn á. Nhưng mà bà Liễu Nguyễn bà nó mới mất dạy. Trời ơi bà chửi thiệt hả? Chú tôi là con chó. Bà nào vô diễn vậy? Ừ, chỗ chồng bà đó, bà coi đi. Nói có anh là tốt tất cả. Thiệt á, nó Nguyễn mất 3 triệu. Nó Nguyễn mất 3 triệu là chuyện thiệt nha mọi người. Đúng. Không phải là giỡn nha. Gì? Anh bia đi. Anh mất tiền là chuyện thiệt. Anh bia, anh bia. Ý con nói vậy đó. Thân chẳng. Okay. Mà anh Tuấn Nguyễn là không có nghi ngờ gì chứ. Nhưng mà là anh muốn tìm hiểu cho rõ đâu biết thôi. Nói chung là cái clip mà Tuấn Nguyễn đòi tiền của dì Chất á là chỉ tương tác vui thôi. Còn giờ có lấy 3 triệu rồi, anh cũng là không có thành vấn đề đó với anh luôn. Nhưng mà nhiều khi là hơn chừng cũng bức xúc và hơn chừng đăng cái clip nó lên cho không ai gì đó. Tại vì đi chơi chung mà tự nhiên nghe nói mất 3 triệu là hơn chừng bức xúc lắm. Xong rồi em ra đây. Chứ muốn nói gì nói đi chứ. Ba nào ngồi bên đó vậy? Anh 12 giờ với một trận kiếm cây ngay không phải chết đứng. Cây ngay không chợ chết đứng mày. Nè. Mày nói là cây ngay không chợ chết đứng, vợ em đẹp không có lòng đẹp tự nhiên. Hồn nhiên. Bà đừng chửi chồng tôi vô duyên. Chồng cô cục cưng cục ngờ. Bà Liễu Nguyễn chửi tôi đó, bà nói đi, bà nói đó có chồng bà có nói nó quan không? Chồng tôi không có nói quan. Bà cái con bà chửi nó chửi mẹ nó đi, nó lì lắm. Con chó. Tự nhiên bà chửi tôi là con chó, thằng chó không nói chuyện với mày nữa. Cán mà lại quán tao, mày đập quán mày nổ tao cấp tiền đậu quần hết chợ chơi á. Anh mất tiền anh thì anh bức xúc là cái chuyện đó đương nhiên. Anh lại mày bức nó út đi. Có điện bà từ hồi tối nhưng mà đừng đâu phải 3 giờ sáng đâu. Có điện bà từ hồi tối luôn mà. Mà bậy với cha. Không có tiền thôi giật cả nó thôi á. Nghe không có tiền mà trả tiền mà bóp bóp yếu vậy 50.000 mà chuyển bạc luôn. Này lúc đó nó mới bùng bò á, tự nhiên là nó nghĩ nó có tiền. Đi xe về không có tiền. Mẹ kể anh nghe nha, rút tiền ra chụp đứa 500 còn ơn đứng chắc. Qua còn thấy luôn á gì chứ, thiệt một. Rút tiền trận 2. Nhớ chờ tao ngủ đâu vậy. Anh tao nó rút tiền rồi, lúc đó nó có mà mở bóp ra nó. Không không đi không ngọn. Ở bà Phượng rồi, kế bà Phượng kìa. Không liên quan gì chứ bóp trơn á. Tiền ra cầm tiền thì hết rồi, không có liên quan gì hết chứ. Không anh, không anh. Không có chuyện tiền của em còn 3 triệu để em chụp lại cho em bóp. Đúng rồi, em bóp em. Em không có đụng gì cái bóp chứ, em không đầu mùa, có mùa em không đụng gì cái bóp mà. Em có nhớ là 3 triệu không? Không anh, không anh, em có chi đâu. Nè, công Trương này mà hỏi cái bóp nó, cái đứng cà canh hoài, cỡ bà chừng nè. Nhớ lại đó, hôm qua không có tiền rồi mà. Em có tiền ở trong đó nhưng mà em tiền em để em thủ để em bỏ vô túi. Em thủ em để em mua. Bỏm túi xài cái gì mua. Đúng rồi. Tới là hôm qua là gì cầm bóp thôi, không ai cầm bóp thôi. Thì đó, em không nói gì cái chuyện cái em không có nói cái chuyện gì mà bóp tiền không bóp. Con á mà con dục ở đây, con dục đây, hồi dục ở đây. Tôi sợ nhất là bà cầm với hôm qua thôi chứ còn gì nè, con có sợ mà con. Vợ anh Vinh ngồi kế coi coi nó có bóp cái bóp ngoài cái chồng cổ mà chắc mà nói gì. Hả? Bà cũng tạo đầu á, em đưa cho chị rồi chị đi về chị giao lại á, đã đầu vẫn hồi tao quăng em lên hết trơn luôn á. Sao vậy má? Bớt chồng ta nói mất tiền, ta nổ quê rồi. Đúng rồi. Đúng
thêm má này nữa. Giờ đã vậy má bỏ về, bỏ con trục chết lại cho con Yến gọi. Má không mắc, mà cái này ý tao nói phải nói cho hết lời. Tao là sợ đó thôi, mà cái cuộc má không mắc mà tấn giao cho gì mà gì mắc là sao? Mẹ hỏi nó tại cậy của gì, trong ruột của gì mà sao gì bảo vệ kỳ cục vậy? Ai biết nó có bỏ tiền ha, bỏ bao cái thù cờ tù cờ. Mày nó cắn bông bóng hỏi tao. À, con nói trước ngay nè, 3 triệu đối với anh Tú Quỷ không thành vấn đề. Chẳng lẽ anh nói giống 3 triệu hay anh làm gì trời? Tao đâu biết nói. Tú Quỷ bây giờ nè, không có nói gì đâu. Nè, không ấy nè, để anh Chính nói. Nè, đưa cái bóp cho dì chất giữ. Còn có 3 triệu của Tú Quỷ á, mất 3 triệu là không biết mất ở đâu. Hỏi chị Phượng coi tao có bước ra đâu. Chứ không phải là cũng như là không có để thừa gì chất. Ví dụ như chất giữ cái bóp mà đâu có để thừa gì chất được. 3 triệu đó Tướng Nguyễn không biết mất ở đâu rồi chất ở đâu. Mình không nó không có xác định. Mà nói gì vậy? Mình nói gì đi. Em vẫn nói rõ ràng câu chuyện đó là 3 triệu em không biết mất đâu. Em mới điện thoại em về tới nhà. Hỏi gì chất. Em hỏi là chất tôi có rớt đâu hay không? Là em điện thoại nữa đi em lần anh qua mày chứ không phải để nhận ra em mới điện đâu. Em vừa mất xong là em điện liền. Em vừa mất xong là em điện liền anh Vinh. Em vừa mất xong là em điện liền. Tại vì không à, em móc tiền ra em trả lại em nhớ. Ai trúng hậu giang 19 trúng á. Để cho anh Tứ Nguyễn nói hết cái câu chuyện 3 triệu đi. Thì em á là em không có biết gì hết trơn á. Thì em chỉ nói gì em chỉ hỏi vậy thôi. Là không có thừa gì chứ mà không có thừa. Rồi xong á qua ngày sáng hôm sau á em qua đó em hỏi bả thì Hưng Trần nó quay đi. Quay thì Hưng Trần nó quay là giỡn. Hưng Trần quay clip nó giỡn thôi. Em tưởng giỡn. Rồi nó tố lên bà con nói thì anh hiểu đi. Nó tố lên là bà Lễ Nguyễn bà chửi em. Chứ em đâu có nói mà chức lấy tôi nói rồi. Rõ ràng là em bỏ vô vậy. Tiền đó là tiền đó là con vợ em nó phát em hàng ngày em đi để em đi làm. Là em để em mua ăn uống hay là uống nước uống gì cũng gì á. Còn tiền em đi rút ra ngoài á là em rút ra em không đụng cái bóp anh Vinh anh nhớ rõ rằng câu chuyện là em không đụng cái bóp. Từ lúc mà vô cuộc chơi đến bàn cuộc chơi là em không đụng cái bóp. Em rút ra xong rồi em phát là em hết là em cắt đứt. Rồi xuống đây là bà chức mới đưa lại cái bóp cho em. Rồi em cũng nhảy lên taxi em đi về thôi chứ còn không còn. Còn câu chuyện này là không em không có nói là chức lấy hay là cái gì như này. Nhưng bà em kêu em xét bóp bà thì bà không dám đưa ra tại vì trong bóp bà tới 6 triệu rưỡi lận. Bà không dám đưa ra, bà sợ em đưa ra em không phát lương cho bà nữa. Nó nói nó thận thận. Lúc đó gì nhất đưa ra là có anh coi á là... Ủa, ở ảnh ai cũng coi 200 500 là tiền với số ta. Giấy 500 là Hương Trần làm chứng rất là nhiều giấy 500 trong chỗ luôn. Dạ có mà nó giúp. Có 1 triệu 200 Ốc sáng tài quá nó lục tài. Còn cãi gì chất. Nhưng mà giấy 500 trong túi gì chất rất là nhiều luôn. Trời ơi. Cái này là cái tiền lấy giấy số gì chất. Với tiền ai cho thì chất nữa. Chứ có luôn luôn đi, nó đại không đi. Tao nói vậy đó mà nó không tin. Nó cứ nói tao có cần giấy 500 nhiều. 500 nhiều thì 500 nhiều chứ có này. 500 nhiều, nhiều bình thường có gì đâu. Thương trời. Kỳ gì chất rồi nghĩ gì chất. Giờ chất nó nghe nè, chất hai cái tiền nó luôn đây. Giờ tiền có tiền giấy số rồi tiền ai cho. Còn gì chất nói gì chất không có 500 thì không có cãi. Chứ không có nói gì đâu. Mày mới chuyển khoản nó qua 2.6 triệu. Dĩ nhiên là phải có 2.6 triệu trong túi. Hôm qua là Hưng Trần á, là đang nhậu á, là chắc chiều chiều là chuyển cho dì chức là chuyển cho dì Xuân là 2.6 triệu luôn rồi. Đó nè, ở đây. Sao? Mà đưa qua 2.6 triệu. Qua nhậu ở đây với vô rỗng rồi mắc mấy triệu bóng xuống duyên. Nếu mà có thì tôi có mắc luôn. Trời bóng xuống cái vấn đề mà tự nhiên ông mất 3 triệu đó, tôi thề luôn á. Mày chỉ nói nhảy đầm. Mày ơi, bây giờ này cái chuyện nó lỡ rồi, bỏ đi. Giờ mình nói được, không có gì hết. Xin là anh tiện nguyện. Ờ, con hiểu. Bây giờ chị chức giữ cái bóp của Tướng Quyển mà không mày hỏi chị Phượng không có bước đi đâu, có biết mở đâu mày hỏi chị rồi. Chứ Tướng Quyển bây giờ nói gì vậy Tướng Quyển? Ờ. Đâu ai nói bà lấy đâu. Đâu ai nói là bà lấy đâu. Tôi chỉ hỏi bà là có rớt đâu hay không thôi, đâu ai nói bà lấy đâu. Tôi ngồi đầu ngồi với chị Phượng. Ừ, thì tôi hỏi bà, tôi nói là tôi tức là tôi đi về taxi, tôi rớt tiền này nọ, tôi hỏi bà lại là bà có thấy tôi rớt đâu hay không? Tôi đâu có hỏi, tôi đâu nói bà lấy đâu. Tôi đâu có lấy đâu. Mà trên đây là người ta chửi tôi. Người ta nói tôi là đó. Tại vì Hưng Trần nó là nó ngộ nhận là nó quay clip là nó nói là
tụi nó tôi tố, tôi tố vợ với bà. Em nghĩ là cái bà nửa đi tôi thật sự bà nửa đi tôi đã đi với bà rồi chứ không phải là nó sẽ cái buổi sáng tôi nói chuyện với bà. Em thấy không, tôi không biết là tôi rớt ở đâu, tôi hỏi bà rõ ràng câu chuyện, tôi hỏi bà rõ ràng là tôi rớt có rớt tiền hay không. Rồi sáng tôi mới qua bên đó, tôi mới làm lố với bà quá để chỉ vui thôi, nhưng mà hơn trời nó phải lấy nó bị chửi muốn tan nát luôn. Trời thằng bà nó chửi tôi nè, mày nghĩ đi, bắt thang lên nổi ông trời có lấy tiền hại lỗ có đồ được không, thì ông trời nói tao chơi hụi còn bị mắc nói chi mày cãi lỗ. Ừ đó đấy, chưa bắt hại lỗ ông trời đó, không có tiền hại lỗ có đồ được không. Thôi bây giờ anh mất 3 triệu đó thôi đi. Tao đâu nói gì đâu. Rồi ok. Rồi kết thúc cái clip này đi. Ờ. Vậy là có là mất không xác định được thôi. Rồi nghĩ chứ coi. Mày nói quá trời mà đấy thấy hình giờ nó liên quan chút xíu làm gì vậy. Tao nói gì đâu. Tại vì hình sao. Anh mà kết thúc đi, kết thúc clip đi. Đúng là anh không nghĩ là chắc lấy tiền của anh. Không, tao không nghĩ, tao không nói là tao không nghĩ, tao nói là tao nói tao hỏi. Tại anh nói sự tốt với chứ mà chẳng lẽ gì chứ tao nói sự tệ bạn với anh. Tao nói không chịu sáng giờ. Vậy khách làm ơi, bà nói với dài quá. Nghĩa là anh biết là có rớt hay không. Ừ. Có thấy nó rớt hay không. Mà giờ nó mất 3 triệu. Chứ không phải là nó đổ thừa cho bà chất. Rồi rồi ok. Chị không chân nha. Không chân nha. Nó bóp là nó đưa cho bà chất. Vâng. Dữ vậy thôi. Em đưa lại nó. Còn thiếu 500 nữa. 400 năm. Rồi giờ cái lúc đi đây chúc mọi người xem đứng vui vẻ đi, xem đứng vui vẻ đi, cái từ chửi đừng có nghĩ ngợi gì hết thì cái này là phải là phải tiểu làm nói chung là bà chị gì chửi là hơi bậy á, không phải nói chung là mình coi clip mình vui vẻ thôi, còn mấy đứa em nó thì nó quay clip để nó công viên cô like á thì nó tưng qua tưng lại thôi, chứ còn mình là mình không bao giờ mình nghĩ trước như vậy hết trơn á. Mình chỉ nói chung là đi cho bả rồi xong rồi sáng ra là mình là tương tác với bả thôi, chứ còn mọi người đừng có nói là cái câu chuyện là để bà chức nó lấy tiền lấy bọng cái gì trơn á, đừng có nói vậy, đừng có chửi tôi, trời tôi làm liễu miễn mà chửi tôi thằng chó thằng này thằng nọ, trời tôi nói tôi đâu có biết tánh tôi hay nó xàm, nên là mọi người á là coi clip vui vẻ thôi, chứ còn mọi người coi clip là vui vẻ thôi, chứ đừng có tương tác qua mà nói qua nói lại này nọ. Nếu tôi nói bả lấy tiền là thôi Nếu tôi đóng bằng chứng được là tôi cười. Rồi vậy được rồi, kết thúc clip vui vẻ nha. Rồi bye bye ha, mọi người coi clip vui vẻ nha. Bye bye, xin chào tụi bạn. Rồi. Rồi. Rồi.